giá 4 nha. Mình sẽ kiểm tra bài giá 4 của các chị nè, giấy. Nên các chị tiểu tị mỗi người một tờ giá 4 thì mình làm kiểm tra. Họ thống nhất luôn là mình làm giá 4. Tại vì các chị mỗi người một cái loại giấy khác nhau, rồi giấy lớn với nhỏ nó sẽ bị rớt mất bài các chị. Nên là mình lấy giá 4 hết giống nhau hết thì mình sẽ dễ làm và dễ tính hơn. Thôi giờ mình sẽ vô phần học. Thì phần bài này hướng dẫn các chị là phần phần có quy quyết có thể làm phần kinh tế dược, và trong đó kinh tế dược này có thể là mình sẽ lựa chọn cái sản phẩm dược, ví dụ như dược thuốc A, thuốc B, các thuốc có chi phí khác nhau và hiệu quả điều trị khác nhau. Như vậy thì mình sẽ lựa chọn thuốc nào cho bệnh nhân thì nó sẽ hợp lý hơn, phù hợp với kinh tế của bệnh nhân hơn. Thì cái đó chính là phụ đề của phần này. Mình học xong mình sẽ giải quyết được bài toán là bây giờ có hai thuốc hoặc là nhiều thuốc cùng điều trị một bệnh, nhưng mà giá cả nó khác nhau, hiệu quả nó cũng khác nhau. Bây giờ mình chọn thuốc nào thì nó sẽ mang lại cái lợi ích về kinh tế lớn nhất cho mình. Thì cái đó là cái phần mục tiêu cuối cùng của bài học, của cái phần học nó sẽ trải qua 4 buổi và mình sẽ giải quyết cái những vấn đề đó. Thì trong kinh tế dược á, trong học học quy biết nó luôn có hai cái vấn đề chúng ta quan tâm, đó là chi phí và hiệu quả. Hai chi phí và hiệu quả mình học cái bài đại cương là bài có nói với chị rồi đúng không? Mình sẽ quan tâm hai cái vấn đề này, là hai cái vấn đề mà chủ chốt của cái môn thể dục này. Thì đó là chi phí và hiệu quả. Như vậy thì để đo lường được chi phí để điều trị một bệnh thì mình cần phải có những cái phân tích gì? Thì mình sẽ có những cái phân tích liên quan đến phân tích chi phí. Thì phân tích chi phí mình sẽ chia làm hai cái quan điểm, đó là chi phí đối với người bệnh và chi phí đối với người cung ứng theo nhà. Nhà cung cấp dịch vụ y tế. Rồi thì lát mình sẽ học cái bài này. Giờ lát anh chị có sẽ đang có cái chiếu này để nhận cái phần lý thuyết của bài này. Về hiệu quả thì mình sẽ đo lường xem là một cái thuốc, bây giờ mình muốn biết được hiệu quả của nó như thế nào thì mình sẽ có những cái chỉ số. Cái này các chị không cần đi đâu, cũng đang hình giới thiệu thôi. Đo lường hiệu quả. Thì cái bài này của chúng ta thì mình sẽ học cái này. Thì hai cái chỉ số đo lường hiệu quả mà chúng ta sẽ có phần bài tập tính toán, đó là quali và daily. Thì đỡ này sẽ có những cái gì cụ thể là mình sẽ tính, mình sẽ quali là cái gì, daily là cái gì, mà mình sẽ tính cái nào. Sau khi mình học xong hai cái phần phân tích, một cái là phân tích chi phí, một cái là phân tích hiệu quả, có nghĩa là mình đã đo lường được rồi. Bây giờ một bệnh, có bệnh nhân đó khi điều trị với bệnh A thì họ sẽ tốn chi phí bao nhiêu. Rồi nếu mà họ điều trị với thuốc A và thuốc Y nào đó với chi phí bao nhiêu thì mình sẽ có cái so sánh giữa hai loại thuốc với nhau. Thì lúc đó thì từ hai cái phân tích này mình sẽ ra là những cái phân tích. Các phân tích về kinh tế dược người ta gọi chung là các phân tích về kinh tế dược. Thì các phân tích về kinh tế dược nó sẽ có 5 cái, đó là phân tích COE. Thì COE là giá thành vệ nó nằm ở đây. Ngoài ra mình sẽ có những cái phân tích khác nữa. Thì mình khai các phân tích mà mình có phần bài tập nhiều nhất, đó là phân tích chi phí hiệu quả và phân tích chi phí sử dụng. Thì đây là những cái phần bài tập mà các chị sẽ học ha. Đó là giới thiệu tổng quát. Thì ở đây mình sẽ có bài tập gì, đó là bài tập về phân tích chi phí đối với người bệnh. Bài tập phân tích chi phí đối với cơ sở cung cấp dịch vụ thì mình sẽ không có bài tập. Mình chỉ học lý thuyết thôi, mình chỉ học các phương pháp phân tích thôi. Mình sẽ có bài tập về đo lường quali, đo lường daily. Rồi sau đó mình sẽ có thêm cái bài tập về phân tích chi phí hiệu quả, phân tích chi phí sử dụng. Thì đó là tất cả những cái bài tập mà trong cái phần của thầy cũng hướng dẫn các chị. Và để làm được cái bài tập này á, thì đầu tiên hết là về chi phí thì mình phải có cái phần đó là quy đổi chi phí. Thì cái phần quy đổi chi phí các chị học về học online rồi đúng không? Các chị còn nhớ tại sao chúng ta phải quy đổi chi phí không các chị? Lý do gì mà chúng ta phải quy đổi chi phí? Học online chưa? Làm bài học online quy đổi chi phí rồi đúng không? Và lý do gì chúng ta phải quy đổi chi phí? Tại vì giá trị đồng tiền qua các năm nó không thể giống nhau. 100 triệu của năm 2019 với 100 triệu của năm 2020 nó không có tương đương nhau. Nó không có mua được những cái sản phẩm giống như nhau được, đúng không? Thì chi phí mỗi năm nó sẽ khác nhau, nó khác nhau bởi nhiều lý do.
nó có thể là do tỷ suất ngân hàng, do lạm phát, do những cái liên quan đến kinh tế, liên quan đến chính sách quốc gia, liên quan đến cái sự phát triển của năm đó, đúng không? Thì cái giá trị đồng tiền của mỗi năm nó sẽ khác nhau. Do đó chị luôn nhớ cái nguyên tắc đầu tiên trong kinh tế nói chung, cái nói chuyện nó riêng, đó là chi phí ở mỗi năm nó sẽ khác nhau, giá trị đồng tiền của mỗi năm sẽ khác nhau. Do đó để làm những cái tính toán cộng trừ nhân chia các chi phí với nhau ở các năm khác nhau, thì cái việc đầu tiên cần nhớ là phải quy về cùng một cột mốc thời gian, quy về cùng một năm, được chưa? Rồi thì đó là cái phần mà lý do là sao chúng ta phải học cái quy độ chi phí. Bây giờ mình sẽ ôn lại cái bài tập quy độ chi phí xem các chị còn nhớ gì hay không ha.